À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức tam bảo các tấn tắc. Nam mô ta sa va ta ra ta sa ma sum bun sa. Nam mô ta sa va ta ra ta sa ma sum bun sa. Nam mô ta sa va ta ra ta sa ma sum bun sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. À, đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giá thấy. À, chúng ta tiếp tục. À, xin nói vậy là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái tâm sở kế tiếp với tâm sở si. À, xin nói vậy, cái tâm sở vô tàm từ chữ Pali là á hi thích cá hay á ri hí. Á là từ chữ ná, có nghĩa là không, hí rí là mắc cỡ hay là hổ thẹn. Và cái sự mắc cỡ hổ thẹn này chúng ta cần phải phân tích. Thứ nhất là cái sự mắc cỡ này nó thuộc về tính thông thường, hay là một cái phản ứng tự nhiên, thì cái sự mắc cỡ đó nó không được liệt kê vào chân pháp. Mà không mắc cỡ cũng vậy, không mắc cỡ theo cái tính thông thường, chứ không phải là theo cái chân pháp. Theo thông thường là sao? Ví dụ như một cái người không bị lầm lỗi, nhưng người đó bị người khác chỉ, bị người khác chê bai, thì người đó sau khi quán xét lại và cảm thấy mình không có vi phạm về những cái điều này, cho nên người đó không cảm thấy mình hổ thẹn. Sự cảm thấy không cảm thấy hổ thẹn đó nó không phải là một cái điều xấu, bởi vì sau khi mà quán xét lại thấy là mình không có làm những lầm lỗi đó. Cũng như chúng ta thấy rằng á, trong thời Đức Phật có nhiều ngoại giáo đã xuyên tạc Đức Thế Tôn. Như một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài an trú mùa mưa kỳ thứ 12 ở tại xứ Quê Đanh Chá, thì Bà La Môn Quê Đanh Chá đã nói với Đức Thế Tôn rằng là Sa môn Gotama là kẻ vô vị, sống vô vị. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Bà La Môn Quê Đanh Chá, nếu nói về Như Lai nói một cách đúng đắn thì sẽ nói là Như Lai là kẻ sống vô vị. Vì sao? Vì sắc vị, hương vị, thinh vị, mùi vị và vị vị, tức là cái vị chất để nếm, và thân vị là Như Lai đã từ bỏ. Nếu nói về Như Lai một cách đúng pháp thì nói Như Lai là bậc, là kẻ, là người sống vô vị. Tất cả những vị chất thuộc sắc thinh hương vị xúc Như Lai không đắm nhiễm tới. Thì do đó chúng ta mới thấy rằng cái không hổ thẹn tội lỗi này nó lại có mang ý nghĩa khác. Không hổ thẹn nó mang ý nghĩa khác. Ví dụ như một cái người không lầm lỗi nhưng mà bị chỉ trích, bị xuyên tạc, người đó quán xét thấy mình vô tội thì người đó an nhiên mà đi. Cũng giống như trường hợp Bồ Tát của chúng ta trong thời quá khứ, ngài băng qua một con rừng dạ xoa, rồi một con dạ xoa nữ đã đi hóa ra một cái cô vợ mang bầu ở phía sau, mang thai đang đi phía sau. Mà Bồ Tát biết rằng đây là nữ dạ xoa trá hình. Mà những người khác hỏi thì nữ dạ xoa nói: ông đi trước tôi là chồng tôi.
Nhưng mà ông thấy tôi có mang là ông bỏ tôi, mà tôi phải đi theo. Cái người đó là những người khác chỉ trích Bồ Tát là kẻ không có tình cảm, kẻ vô tâm vân vân. Nhưng Bồ Tát vẫn thản nhiên, ngài không cảm thấy hổ thẹn cho bác. Thì cái sự không hổ thẹn này nó không phải là những cái ác pháp hay là những cái điều mà mang tới những cái tội lỗi. Cho nên chúng ta phải thấy không phải lúc nào mà không có cái hổ thẹn á đều là tội lỗi. Chúng ta phải phân tích rõ, có những cái trường hợp không có hổ thẹn mà nó mang một cái tính chất là bình thường. Cái hổ thẹn ở đây, không hổ thẹn ở đây muốn nói là cái hổ thẹn, không hổ thẹn theo cái pháp. Và trong pháp này chúng ta có hai loại. Một loại thứ nhất là về ngoại thân, và thứ hai là về cái pháp. Về ngoại thân thì xin nói vậy rằng, với cái thân thể chúng ta thì có những phần cần che giấu thì chúng ta sẽ che giấu, và những phần mà đáng nên che giấu thì không nên lộ liễu ra. Nhưng mà có một cái số người để lộ liễu ra những phần cần đáng che giấu, mà người đó là không mắc cỡ. Đây, cái trường hợp này mới là tai hại. Như trong trường hợp thời Đức Phật như vậy, một lần nọ Chư Tỳ Khưu ngồi bàn luận với nhau là khen ngợi những môn đệ của Niết Hành Pháp Nātabuddha. Bởi vì những môn đệ của Niết Hành Pháp Nātabuddha có một cái khăn tròn che dưới phần dưới. Còn trái lại có những du sĩ thuộc về cái phái Achalaka, tức là phái gọi thể, thì Chư Tỳ Khưu là chê trách. Nhưng mà khi đi hỏi tới những du sĩ Niết Hành Pháp thì những du sĩ Niết Hành Pháp này trả lời rằng không phải là chúng tôi mắc cỡ, mà bởi vì là trong bụi bặm nó có những con sinh vật, cho nên chúng tôi đeo như vậy để tránh làm hại sinh vật. Và Chư Tỳ Khưu đã trình bày với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn này mới dạy rằng á lắc chí ta dê lắc chân tí lắc chí ta dê ná lắc cha rê, có nghĩa rằng cái điều mà không đáng hổ thẹn là hổ thẹn, mà cái điều đáng hổ thẹn lại không hổ thẹn. Đó là câu kệ thứ 146, câu kệ cũ. Cho nên đối với ngoại thân thì có những cái điều nó phải nằm ở trong cái lĩnh vực mà xem như nếu người nào không hổ thẹn tội lỗi thì người đó sẽ phơi bày những cái gì đó mà cần phải che giấu. Nó thuộc về ngoại thân. Cho nên nó trong luật á, Đức Phật ngài dạy á là Chư Tỳ Khưu phải đắp kín mình khi đi vào trong sớt. Nếu là Chư Tỳ Khưu đó, khi mà ra đi khất thực hay là ra khỏi cái sớm, ra khỏi tự viện mình, phải đắp kín mình. Ở trong tự viện thì có thể là để hở vai, nhưng mà khi mà đi ra khỏi tự viện đi vào trong sớm thì phải đắp kín mình, không cho lộ liễu. Đó là một cái sự hổ thẹn về thật. Bây giờ chúng ta có sự hổ thẹn đối với pháp. Có những pháp mà đáng hổ thẹn thì nó chính là những cái phiền não ở trong tâm,
như là tham dục, sân hận, hoặc là những cái pháp mà nó thuộc về cái đời sống mà dường như là xã hội cấm chế, tùy theo những quốc độ. Nhưng mà có những quốc độ nó có những cái điều cấm chế. Ví dụ như chúng ta thấy này, trong Tăng Chi Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nếu như không có hai cái pháp hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi thì thế gian này sẽ bị đảo ngược. Những người học trò sẽ không còn tôn kính bậc thầy. Những người cận sự sẽ không có tôn kính chư tăng. Thậm chí những người học trò có thể quan hệ đối với những sư mẫu của mình, hoặc con có thể quan hệ với cha mẹ, hay là cha mẹ quan hệ không tốt đẹp đối với con. Mặt tư truyền rằng ở trong thời Đức Phật có một cái gia tộc gồm có một người mẹ, một người cha và một người con. Người con này đã xuất gia trong cái giáo pháp này là xuất gia tùy thường. Nhưng mà cha mẹ vì thương con, hai người này đã cũng xin xuất gia ở trong giáo pháp này. Và người mẹ trở thành là vị tỳ khưu ni, người cha trở thành là vị tỳ khưu. Do thân cận, do ái luyến nhau, chúng đi vào quan hệ bất chánh. Đây là bài kinh ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, bài kinh gọi là mẹ và con. Ở chính vì không có hổ thẹn đó, cho nên nó có một sự đảo nghịch luân thường. Nó không có quan tâm tới những cái gì mà không đúng pháp. Xin nói vậy, đó là mình nói về ở trên một góc độ. Một góc độ khác là Đức Phật Ngài ví, hay là các ngài giáo thọ sư ví cái sự mà không hổ thẹn này, nó giống như là một cái con heo mà nó lăn trên phẫn của nó, và nó hãnh diện, nó hãnh diện là mình đã làm được việc mà người ta khó làm. Tức là những con vật khác không dám lăn mình ở trên phẫn của chính nó, nhưng mà con heo thì dám lăn mình ở trên cái phẫn, chính cái phẫn của nó, và nó hãnh diện như vậy. Đây là trường hợp mà trong mẫu sanh cứ ghi nhận là vị tỳ khưu La Lúa Đa Dí. Mà khi mà Đức Xá Lợi Phất Ngài thuyết giảng thì La Lúa Đa Dí cũng khoe khoang rằng tôi cũng có thể thuyết giảng được giống như Ngài Xá Lợi Phất. Thì thính chúng yêu cầu Ngài La Lúa Đa Dí thuyết pháp. Nhưng mà khi Ngài La Lúa Đa Dí lên pháp tọa thì Ngài lại không nói được. Và thính chúng đã chỉ trích Ngài La Lúa Đa Dí mắc cỡ bỏ chạy, mà chẳng may rơi xuống cái hầm phận. Thì chứ thì khô thuật lại cái sự kiện này, Đức Thế Tôn Ngài bác dạy rằng ở trong quá khứ La Lúa Đa Dí cũng từng là như vậy. Tức là một lần nọ, một con heo trẻ ở trong đàn, khi mà sư tử vương rống lên tiếng rống thì các con heo rừng nó bỏ chạy. Con heo trẻ nó vì sao mà các ông bỏ chạy như vậy?
Những cái đàn heo mới nói rằng là tại nghe tiếng trống sư tử vương, có thể sư tử vương bắt chúng ta làm mò vật thực. Vì con heo nó mới nói rằng là tôi sẽ chiến đấu với sư tử vương. Và con heo đó hiên ngang đi tới sư tử vương. Mình nói rằng là này ông sư tử ra, tôi sẽ cùng ông chiến đấu. À, sư tử vương nói là hôm nay ta no mồi rồi, vậy hẹn người 7 ngày sau. À, xin lỗi vậy. Khi mà trở về đó, trong lúc mà nổi hứng lên như vậy, vào những ngày sau con heo nói là sư tử vương rất là mạnh, chết nên chiến đấu. Thì con heo mới trả lời rằng vậy là ta lỡ rồi thì sao đây. À, thì con heo nói là sư tử vương thường thường nó sợ cái mùi hôi thối, và ông tẩm làm sao trên người ông có những mùi hôi thối thì ông có thể thoát khỏi chết của con sư tử vương. À, xin thưa quý vị, con heo nó nghe nói vậy thì sau khi mà nó đi tiêu đi tiểu thì nó nằm lăn ở trên cái đống phân của nó. Sau 7 ngày thì người của nó đầy những mùi phật và tới là điểm hẹn. Ở sư tử vương thì bản chất là tông sạch, họ thấy con heo đó như vậy, à, cho nên mới nói là thôi ta không chiến đấu với người nữa, người quá hôi. À, sư tử vương bỏ đi. Và con heo tự cho rằng mình đã chiến thắng sư tử vương. Nhưng cái hành động đây chúng ta muốn nói rằng á, hành động đây á là như cái ngày ví như con heo mà lăn không biết mắc cỡ, không biết hổ thẹn. Đó, cái điều đó được ví như là không cái hổ thẹn đối với bản thân mình hay là đối với những cái pháp. Rồi xin thưa vậy, khi mà nói về cái hổ thẹn về thân, chúng ta đã thấy rồi. Rồi hổ thẹn về cái pháp, thì đối với những cái tội lỗi, những cái việc làm mà xét ra Đức Phật Ngài cấm chế, nhưng mà người đó lại vi phạm. À, sau khi vi phạm rồi á, thì khi gặp những người trí mà chỉ trích đó, hay là người trí mà nhắc nhở đó, thì sẽ nói rằng phạm tăng này là người phàm, thì cái chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà thực tế nói một câu nói đó thì nghĩa là không có hổ thẹn với những cái giới của mình. Bảo trợ chúng ta thí dụ như những vị sa môn có thể truyền giới bát quan trai giới cho quý cô tu nữ, quý Phật tử vào những ngày lễ Uboshatha, thì các vị thầy, các vị sư cô, các vị sư có thể truyền giới cho chư Phật tử. Thì trong giới đó có giới là không có múa hát thổi kèn đờn. Nhưng mà sau khi truyền giới rồi là tự mình đi múa hát thổi kèn đờn. Người khi mà hỏi tại sao sư đã truyền giới cho chúng tôi là không có được múa hát thổi kèn đờn, lại sư lại múa hát thổi kèn đờn. Thì nói rằng cái điều đó là bình thường, điều đó nó không có mang cái nghiệp lớn chẳng hạn. Họ xin thú vậy rằng trong tạng luật có năm truyền, điều tăng tạng thứ 13, thì có một nhóm tỳ khưu thuộc lục quần tỳ khưu mà cầm đầu là hai vị là Ách Sắc Chí, để tới ở một cái trú xứ đó.
Và cái nhóm tỳ khưu này xin thưa vậy là đệ tử của Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên. Và họ đã trải những chiếc y tăng nhà Lê ra, mời những cô gái ở trong phòng sớm đứng ở trên đó nhảy múa và ca hát. Có một thiện nam cảm thấy là cái dân chúng trong vùng này đã bị thối đọa. Và một lần nọ thì một vị tỳ khưu với lục căn thanh tịnh đi bát tới đó, thì dân trong xóm mới trả lời, mới nhìn thấy ngài này thu thúc lục căn, mới nói là cái người này sao mà ngu ngơ, sao mà khù khờ như thế, không bằng những vị tỳ khưu của chúng ta là những cái người mà hoạt bát, là những người vui vẻ, là những người hòa nhập với chúng ta. Ngài đi trong một vòng trong cái thôn xóm đó chẳng ai để bát cho ngài cả. Và họ nói rằng ta không nên để bát cho cái ông tùy tỳ khưu mà ngu ngơ, tỳ khưu mà khờ khảo như vậy, khù khờ như vậy. Thì bây giờ có một vị thiện nam, vị ấy thấy vị này lục căn thanh tịnh, nó hoan hỷ mời tỉnh về tư gia, cúng dường xong mới hỏi vị tỳ khưu là bạch ngài, ngài đi đâu. Thì vị tỳ khưu có trả lời rằng tôi sẽ đi đến lãnh lễ Đức Thế Tôn, ý kiến Đức Thế Tôn. Nên bạch ngài, nếu ngài đi đến đó, xin ngài hãy trình bày Đức Thế Tôn rằng thôn dân ở đây đang bị hư hoại bởi các chị tỳ khưu đã làm thối đọa ở nhân dân, dân chúng ở đây. Và vị tỳ khưu nói về trình bày Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài dạy Đức Xá Lợi Phất cho Đức Mục Kiền Liên đi tới để giáo hóa. Chính Đức là Mục Kiền Liên và Đức Xá Lợi Phất nói rằng Đức Thế Tôn, nhóm tỳ khưu đó rất hung dữ, chúng con phải làm sao? Thì Đức Thế Tôn ngài cho thêm một số tăng chúng đó đến tụng tuyên ngôn và tẩn xuất các vị tỳ khưu đó ra khỏi cái phòng sớm đó. Thì khi mà tẩn xuất như vậy đó, thì một số vị tỳ khưu á hoàn tục, một số vị tỳ khưu bỏ đi nơi khác, mà trước khi bỏ đi á là chỉ trích là Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên là thiên vị, vì dốt, vì ngu, vì thương, vì ghét, bỏ đi. Cho nên chúng ta thấy này, nếu là cái người lãnh đạo mà tốt thì Phật tử sẽ tốt. Mà cái tốt đây á chính là nghiêm trì về giới. Nhưng mà đối những giới thì không hổ thẹn. Đây là không hổ thẹn về điều học của Đức Thế Tôn. Và đối với những cái tội lỗi thì lại xem đó là cái chuyện bình thường. Sau khi biện luận rằng phạm nhân là như vậy. Vâng, đúng, phạm nhân là như vậy. Nhưng mà chính vì hiểu biết mình phạm nhân là như vậy, cho nên mình sửa từ từ, mình gạt bỏ từ từ. Gạt bỏ cái gì? Gạt bỏ cái tham đắm, cái sân hận và cái ngu muội. Tức là nói cách khác, gạt bỏ những tham sân si, từng bước mình gạt bỏ. Cho đó mới là cái được gọi là người tu. Tu tức là chỉnh trang lại, sửa lại những gì cần sửa và phát huy những gì cần phát huy. Đó là chúng ta nói về không hổ thẹn về giới, không hổ thẹn về định. Không ai làm được. Nghe người ta chứng đắc được sơ định, nhị định chứ hả? Thì mình không nỗ lực để mình tinh cần chứng đắc được sơ định, nhị định. Và sau khi hỏi, ai hỏi thì nói rằng là tôi do cái này, tôi bận cái kia, tôi bị trói buộc, vân vân.
khái như vậy. Anh thấy chưa? Không muốn để có được nỗ lực để mà tạo nên một cái nền tảng pháp cho mình. À, điều này được ghi nhận ở đâu? Xin thưa quý vị, được ghi nhận ở trong bản kinh Sớ Giải về Kinh Tứ Niệm Xứ. Trong bản Sớ Giải Kinh Tứ Niệm Xứ thì các ngài có giải thích rằng cái người dân Sứ Cú rất là khỏe mạnh, mặc dù trước đó họ rất là hung hăng, bởi vì khí huyết của họ rất là mạnh. Nhưng mà từ khi nghe được bài Kinh Tứ Niệm Xứ của Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng thì người dân ở Sứ Cú Rú này đã trở nên một người hiền thiện và rất thích tu tập. Họ tu tập Tứ Niệm Xứ ở đâu? Ở ngay cả bến nước, ở cả như nơi phố chợ, ở những nơi đông đảo. Họ luôn luôn gắn chặt cái niệm mình ở trong bốn pháp thân họ, thì họ sẽ hỏi nhau rằng á, này anh, này chị, anh chị đang tu tập cái pháp niệm xứ nè. Một cái người nào nói rằng á, này thưa anh thưa chị, tôi đang tu tập pháp niệm thân tứ niệm xứ, hay là niệm thọ tứ niệm xứ, hay là niệm pháp tứ niệm xứ, thì người này sẽ tán thán rằng lành thay, lành thay, đó là cuộc đó là bạn đáng đang sống một cuộc sống đáng sống. Bạn không để thời gian nó trôi đi. Nhưng mà có một người nào nói rằng thưa bạn, tôi không có hành pháp tứ niệm xứ nào hết, thì những người dân Cú Rú đó kiện trách rằng này bạn, bạn đã bỏ phí thời gian, bạn không có thực hành những cái pháp mà Đức Thích Tôn ngài phán dạy, ngài chỉ dạy. Cuộc sống của bạn trở nên lỏng phật, cuộc sống của bạn trở nên vô bổ, không có ích lợi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật ngài dạy cũng giống như một cái người á có hy vọng, như một vị hoàng tử nghe một vị hoàng tử khác lên làm lễ tăng quan, thì người này ngẫm nghĩ rằng một lúc nào đó ta cũng có thể làm lễ tăng quan. Và người này cố gắng để trở thành một địa vị quốc vương như vị hoàng tử như được nghe tăng quan. Như thế nào vậy? Thì Đức Phật ngài dạy rằng những vị tỳ khưu nào mà nghe một vị tỳ khưu khác chứng đắc được thiền định, chứng đắc được đạo quả, thì người này cũng phải khởi tâm rằng ta cũng sẽ chứng đắc được thiền định, chứng đắc được đạo quả. Và xin thưa vậy rằng với cái người mà cha lì mà không có hổ thẹn thì họ sẽ an nhiên. Nếu mà người mà có tâm lý mà mắc cỡ đối với những cái thiện pháp này mà chưa đạt được thì họ sẽ nỗ lực đi lên. Và điển hình như chúng ta thấy đó, ngài Sô Ná sau khi mà xuất gia xong thì ngài chứng lại chữ lâu, thì ngài suy nghĩ trong tâm rằng thông thường đó, những cư sĩ cũng có thể chứng được chữ lâu, ta là bậc sa môn mà ta chỉ chứng quả được chữ lâu thì ta không có hơn gì những người cư sĩ. Và nhìn những người cư sĩ thì ta cảm thấy hổ thẹn khi đắp văn bạc. Và trong cái mùa hạ đầu tiên đó, ngài nỗ lực để mà chứng đắc được cái quả dự lực. Anh xin lỗi, chứng đắc được thánh quả hạ lập này. Cho nên, khi mà không hổ thẹn đây, chúng ta phải hiểu nhiều cái góc độ như vậy. Quốc giả rằng, lúc mà ngài dạy rằng cái người mà không chấp nhận người khác hướng dẫn mình một cái lỗi lầm như là một cái ưng phát lộ thì người đó rơi vào cái trạng thái gọi là vô tạng, tức là không có hổ thẹn. Điển hình giống như đó là một cái một vị tỳ khưu mà vi phạm giới, vi phạm giới, nếu gặp vị khác á chỉ trích hay là khiển trách, này giả làm vậy là không đúng, làm vậy là nó không đi vào cái đạo lộ Đức Thế Tôn ngài dạy, thì người này không chấp nhận
tìm cách né tránh hoặc là cố gắng biện minh cho cái hành động. Và những cái trạng thái đó được xem như là vô tạng. Ở đây cho chúng ta thấy rằng có một cái hình ảnh một cái người không biết. Thành ra là nó không có hổ thẹn. Nó khác với một cái người biết mà không hổ thẹn. Các ngài đưa ra một cái ví dụ giống như cái đứa bé mà nó đùa giỡn với phận của nó. Nó vui thích với phận của nó. Chỉ vì nó không biết đó là hồi khối. Cái trường hợp này nó cũng là một cái tính cách thuộc về không hổ thẹn tội lỗi. Nhưng mà tại sao vậy? Bởi vì si nó gì đặc. Đứa bé nó không có hiểu biết. Bởi vì cái tâm sở si nó dày. Chúng ta thấy rằng có những người mà thản nhiên cắt cổ con gà. Có người thản nhiên dùng búa đập đầu một con bò. Hay có người thản nhiên đâm con dao vào tim vào ngực của những con heo, những người đồ đại. Và họ còn tự hào nữa chứ. Đâm một nhát mà chết một con heo, đập một búa mà con bò sậm xuống, họ còn tự hào. Vì sao vậy? Bởi vì họ không biết đó là cái tội lỗi. Không biết đó là tội lỗi. Còn trái lại một cái trạng thái khác của vô tàm, tức là không hổ thẹn tội lỗi, là cái người này biết mà vẫn cứ làm. Mà chính vì cái sự kiện mà biết mà vẫn cứ làm vậy đó, thì nó dẫn xuống cái khổ cảnh rất lớn. Đây là trường hợp vị tỳ khưu có tên là Kapila. Tương truyền rằng ở đây là trong bản sứ giải kinh Pháp Cú. Tương truyền rằng vị tỳ khưu cách lá này vào thời Đức Phật Ca Diếp, ngài là bậc lào thông tam tạng và có người anh gọi là Suvana. Vị trưởng lão Suvana là cái người nghiêm trì tốt đẹp ở trong pháp luật của Đức Thế Tôn Kassava. Ngài chứng quả A-la-hán. Riêng vị tỳ khưu Kapila thì nhờ thông thạo pháp học cho nên có lợi đắc rất nhiều, được sự cung kính rất nhiều, và đồng thời có đồ chúng cũng rất nhiều. Vì thông thạo được tam tạng pháp điển của Đức Phật Ca Diếp cho nên tự hào mình có cái biệt tài là biện luận. Cho nên vị đó, cái điều nào mà đem tới vị đó mà biết chúng dường đến vị đó thì lỗi nặng vị đó cho là lỗi nhẹ, hoặc là cho là không lỗi. Còn nếu đem tới ngày mà xử mà không biết cúng dường tới ngày thì không lỗi, ngày cho là lỗi, lỗi nhẹ cho là lỗi. Cái điều phi pháp ngày chuyển thành điều là hợp pháp, cái điều mà hợp pháp thì ngày chuyển thành điều phi pháp. Nghe nó vậy thì nghe chữ tăng phần nè, chứ ngài Suvana đi tới nói với người sư đệ mình á, này sư đệ, chế ta nên làm như vậy, chế nên phỉ báng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái điều nào Đức Thế Tôn bảo rằng tội nặng thì hãy y cứ đó bảo rằng tội nặng. Điều nào Đức Thế Tôn bảo rằng tội nhẹ thì y cứ vào đó bảo rằng tội nhẹ. Không nên dùng cái biện tài của mình để mà táo trở như vậy.
không nên dùng cái biện tài của mình để nói ngược lại. Thì ngài cái bí lão nói rằng là thôi xin sư huynh hãy tu đi, còn chuyện đó của đệ. Sau ba lần ngăn cản không được thì ngài Swana bỏ đi. Tuy rằng tu tập 10.000 năm ở trong giáo pháp này, giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, nhưng sau khi mệnh chung thì tỳ khô cá bí lá rớt xuống đỉnh áp tệ. Và phải Đức Phật thì sanh lầm con cá rất lớn ở dòng sông Achiravati. Mỗi lần nọ 500 người dân chài bắt được con cá này rất lớn, màu da vàng xinh đẹp, và mang tới vô Ba Tư Nạn để bán. Và khi mà đến sân cầu á, con cá cá bí lá này nó vừa thả miệng ra cái mùi tanh của nó bay khắp kinh thành sắp vậy. Và vua Ba Tư Nạp mới nói là cái điều này chỉ có Đức Thế Tôn biết thôi, mới mang tới trình bày Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới dẫn ra cái tiền tích như vậy. À xin thưa vậy, như vậy thì chính vì những cái không có hổ thẹn đối với những cái tội lỗi mà cứ cho rằng đó là một cái điều tốt đẹp, thì dẫn tới cái hậu quả rất là tai hại. Cho nên ở trong này, ở Đức Phật ngài trong kinh điển Đức Phật ngài dạy rằng ở vị tỳ khưu trong giáo luật này, trong pháp luật này, thấy sợ hãi những cái lỗi lặt, cái lỗi nhỏ nhặt chất, và cảm thấy hổ thẹn khi mà vi phạm những cái điều rất là gìn giữ. Và xin nói vậy rằng nếu đối nghịch với không hổ thẹn tội lỗi chính là hổ thẹn tội lỗi, đối nghịch chứ không gây sợ tội lỗi chính là gây sợ tội lỗi. Mà chính hai cái pháp này được gọi là thiên pháp, được sinh về cõi trời. Cái vô cái hổ thẹn tội lỗi đó, nó giúp cho cái gì? Không hổ thẹn tội lỗi thì nó hư hại cái gì? Không hổ thẹn tội lỗi thì nó làm hư hoại thế giới, nó hư hoại cái thiện pháp. Còn hổ thẹn tội lỗi thì nó sẽ giúp cho thế giới được trong sạch, được một cách tốt đẹp. Chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó ở trong một cái chân pháp. Điểm nữa là theo cái chân pháp thì cái nguồn gốc mà vi phạm vào cái giới nó xuất phát từ hai cái pháp: không hổ thẹn đối với tội lỗi và không gây sợ đối với tội lỗi. Bởi vì nó bị che lấp đi những cái điều tốt, bởi vì nó không làm điều tốt hiện khởi lên, và cho nên nó được liệt kê vào ở trong sở hữu si phạm, bị che lấp, bị lắm nhiều. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến cái bốn ý nghĩa của cái tâm sở vô tàm, để từ đó chúng ta sẽ đẩy lùi nó. Và xin thưa quý vị rằng một khi mà chúng ta đẩy lùi được cái vô tàm, tức là chúng ta đẩy lùi cái mà không hổ thẹn đối với tội lỗi đó đó, thì xem như chúng ta đẩy lùi đi cái si mê. Đẩy lùi được một pháp đó thì là cái si mê nó cũng bị đẩy lùi. Mà một khi mà si mê bị đẩy lùi thì đồng nghĩa rằng thiện pháp xuất hiện. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được bốn ý nghĩa của cái sự hổ thẹn tội lỗi này. Xin nói vậy, cái trạng thái của cái tâm sở không hổ thẹn tội lỗi này là nó không có sự mắc cỡ đối với thân ác hạnh. Nhưng mà thí dụ cái thân ác hạnh là chúng ta biết rồi,
tức là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh trong dục lạc. Nhưng mà không không cảm thấy mắc cỡ ở trong cái thân ác hành. Chúng ta ví dụ như có một con mũi mà nó chích một người nào đó, một người Phật tử, hoặc là nó chích vào một cái thân của vị tỳ khưu hay vị sĩ cô, thì vị đó đưa tay đập cái bóp này. Và cái hành động mà đập cái bóp đó thì vị đó cho là thường tình, và thậm chí biện luận rằng á, không giết chết mũi thì để nó cắn ở đây bệnh làm sao. Cho nên tập chiếc mũi đó cũng là góp phần vào cho sức khỏe cho những người xung quanh. Em xin nói vậy, nó không phải là một biện pháp tốt. Nó không phải là biện pháp tốt. Cái biện pháp tốt làm sao đừng có con mũi kìa. Để chúng ta khỏi phải dùng tới cái biện pháp phạm dễ sắc sạch. Hoặc giả rằng, nhưng mà quý vị nói hỏi cái biện pháp tốt làm sao, là chúng ta làm sao để cho nó không có những con mũi, nó không để sinh sôi nảy nở ở trong những cái quanh chỗ à, khu vực chúng ta. Chúng ta diệt trừ cái nhân chứ không có diệt trừ cái quả. Làm sao cho mà những con mũi nó không để sinh ra được những con lăng lăng tròn đó, là cái chuyện mà chúng ta cần thiết. Chứ mà để con mũi là chúng ta đọc. Hoặc giả rằng có những người sẽ không thể cảm thấy hổ thẹn rằng á, là khi mà tài sản bị tổn thất, nói sao bị tài sản bị tổn thất nha, bởi vì do bài bạc, mà họ nói cách thẳng như xui quá, giận xui giận xấu, cho nên bị thì thua cái này thua cái kia. Mà sự bài bạc nó chính là một cái giới thứ ba, tức là tà hạnh trong dục lạc. Nhưng mà họ không hề mắc cả, họ không hề biết rằng mình làm việc đó á là sai, là không đúng. Nhưng mà họ vẫn thẳng nhiên. Hoặc giả rằng họ sẽ không có hổ thẹn khi mà phải lấy những cái của không cho. Mà thậm chí họ có nói những câu như là để kín thì rình, mà để hở thì rình. Cho nên nhờ có sự hổ thẹn tội lỗi thì đối với cái thân ác hạnh này nó sẽ không sinh khởi, cảm thấy hổ thẹn khi mình là một người Phật tử, khi mình là vị sa môn, khi mình là một cái vị sư cô, mình là một vị sư bà. Nhưng mà hành động mình không, mình sẽ làm gương cho những môn đệ, mình làm gương cho những người chung quanh. Mà chúng ta nhớ nè, chính vì nghĩ tới cái điểm này cho nên một vị thiên nữ đã dừng lại cái tội ác. Trong pháp cú có ghi nhận một câu chuyện. Là có vị tỳ khưu, vì muốn làm, khi mà Đức Phật cho vị tỳ khưu chư tăng được quyền làm cái liêu cốc riêng, thì vị tỳ khưu này đi vào rừng thấy có một cây cổ thụ lớn danh mộc bóp. Vị này mới ngẫm nghĩ là ta sẽ đốn cái cây danh mộc này để về làm cái liêu cốc cho mình, và vị đó mang rìu tới để đốn lấy cây danh mộc. Thì bất ngờ thay ở trong cây mộc đó có một nữ chư thiên trú ngụ.
và nữ chư thiên này đã hiện ra và nói rằng bạch ngài, xuân ngài, chớ cứ phá cái nhà của tôi. Nhà tôi hiện nay đang có một đứa con nhỏ, xin ngài hãy tìm cái khác. Nhưng mà vị này nói rằng ta đi tìm là chỉ có cây này là tốt nhất, cho nên ta đốn cây này về để mà ta dựng cái liêu cấp của ta. Và vị ấy thản nhiên róc những cái nhánh, chặt bỏ những cái nhánh lớn để mà chuẩn bị đốn cái cây cổ thụ. Thì vị thiên nữ này muốn làm cho vị ấy dừng tay, cho nên mang đứa con của mình đặt lên cái nhánh cây đó. Nhưng mà không ngờ vị này vung cái rìu nó hơi nhanh, chém đứt lìa cánh tay của đứa bé con của cô thiên nữ. Thấy con bị hại này đó, cái vị thiên nữ này nổi giận là con dùng cái thần lực của mình bóp chết vị tiền phương. Nhưng vậy này chợt dừng lại và nói và ngẫm nghĩ rằng vị tiền phương này còn thầy, người thầy của nếu bây giờ ta dùng thần lực mà bóp chết vị tiền phương này thì chư thiên ở trong rừng này, cái vị thần cây sẽ theo đó một cách tiền lệ và sau này sẽ sát hại những vị tiền phương. Vị này dù sao cũng có giới, vậy ta hãy trình lên chủ của vị thiên nữ. Và vị thiên nữ đó bồng đứa con của mình bị đứt một cánh tay, vừa đi vừa khóc đến vô kỳ viên cảnh lễ Đức Phật, trình lên cái sự kiện ta. Nghe xong đứa con ngài khen ngợi rằng lành thai này thiên nữ, cái người nào mà trận đứng là cái tâm sân hận, như người khéo dừng cưa ngựa và bậc thiện xảo đánh xe, còn người khác chỉ là kẻ cầm cương. Nghe xong câu kệ đó, vị thiên nữ đó chứng quả dữ luôn. Và để đền bù cho nàng thì đứa con phải dạy rằng này thiên nữ, ở trước cổng kỳ viên có một cây cổ thụ mà vị thiên nhân đó đã mệnh chung, ta ban cho nàng cây đó. Và nàng thiên nữ đó trú ngụ ở cái cây trước cổng kỳ viên. Và nhân đó thì đứa con ngài phải dạy rằng Như Lai sẽ chế định điều học là không cho chư tỳ khưu đốn cây. Thật ra đốn cây không phải là mang nghiệp, nhưng mà sợ vi phạm tới những cái vị thọ thần mà quyền lực của vị thọ thần lực lớn có thể làm cho tổn hại. Một điều luật đem ra mang tới lợi cho chư tỳ khưu. Điều luật này không phải những đốn cây là mang nghiệp, nhưng phá hoại những cái thiên cung hoặc là những cái ngôi nhà ở trong mộng cây của những vị thọ thần. Trong những thọ thần đó, trong những cây đó có thể có những dạch xoa mà những dạch xoa hung ác có thể làm việc này. Đây là lợi ích của cái vấn đề không đốn cây, chứ không phải đốn cây làm ăn nghiệp, không phải. Nhưng mà tôi muốn nói rằng vị đó không để cho những cái tiền lệ, vị thiên nữ nó không muốn cho những cái tiền lệ xảy ra trong khu rừng như thế nào cũng vậy. Thì những người Phật tử chúng ta nhờ có cái hổ thẹn đối với cái tội lỗi, cho nên không vi phạm về giới thuộc về thân. Một lần mà khi nào mà chúng ta vi phạm giới về thân như là sát sanh, hoặc là lấy của không cho, hoặc là những tà hạnh trong cuộc lạc, nó không phải là những cái sự quan hệ bất chánh đâu, mà nó là tà hạnh trong cuộc lạc, thì xem như chúng ta hiểu biết rằng bây giờ trong tâm ta đã nổi lên một cái tâm sở gọi là không hổ thẹn với tội lỗi, mà cho nó là bình thường. Và chúng ta thấy rằng những người mà đứng đắn thì không bao giờ thích thú với những người mà
không che chúng thân thể. Những người đứng đắn luôn luôn. À, đối với những cảnh tượng mà những người mà không che chính thân thể thì họ rất là không vui. Đó chúng ta nói cái mãnh lực của vô tạm là nó không hổ thẹn đối với những gì cần phải che chính. Mà nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta thấy là những người nào mà tốt đẹp mà được che chính vậy, thì cái rối loạn xã hội chúng ta. Mà chính vì không có cái hổ thẹn đối với tội lỗi về thân, à cho nên cái sao này bị rối loạn. Đây là cái trạng thái của vô tạng. Thứ hai, cái phận sự của vô tạng là như thế nào? Phận sự của nó là thực hiện những ác hạnh. Và nó làm như ác hạnh. Mà khi khởi lên một cái sự muốn làm đó, thì chúng ta muốn làm những cái việc đó, chúng ta hãy nhìn lại coi chừng nó có trạng thái đó. Thì đừng để cho nó tiếp tục, nó tăng trưởng để mà thực hiện cái việc đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, ví dụ như giới sắc sanh chẳng hạn vậy, mà khi mà cố ý giết rồi đó thì dừng lại được rồi, bởi vì nó đã xuất hiện rồi đó, nó làm cho hư hoại cái giới rồi đó, thì dừng lại, đừng để cho nó phát triển lớn lên để mà khiến nó phải rơi vào cái sắc sanh, nó rơi vào cái trộm cắp, hay là nó rơi vào cái tạm. Xin thưa vậy, khi mà chúng ta giết một con gà hay là một con vịt hay là một con heo hay là một con bò, chúng ta nghĩ là chúng ta giết người khác, giết chúng sanh khác. Thật ra nếu mà nghĩ suy cho cảnh mà cho sâu chút xíu nữa, thực tế là chúng ta mới giết chính chúng ta chứ không phải giết những con vật. Mà câu chuyện mà Bồ Tát của chúng ta ngày xưa mà giết một con dê để mà tế thần đó, mà phải sanh lại là 500 kiếp làm con vật bị giết. Đến kiếp thứ 499 rồi, kiếp thứ 500 đó, thì Bồ Tát chúng ta sanh làm con dê. Rồi, con dê này được nuôi nấng một cách tốt đẹp. Vào ngày lễ tế thần, mới mang con dê ra tắm rửa xong. Con dê nó quán xét mà tại sao vậy? Nó hiểu được ý nghĩa này. Và nó cười lên 3 tiếng và khóc lên 3 tiếng. Ông vua ngạc nhiên, nói là này dê tại sao ngươi lại cười khóc vậy? Để xin mình nghe. Thì con dê mới trả lời rằng là thưa đại vương, tôi cười bởi vì là tôi đã thấy cái nghiệp tôi đã mãn. Tôi đã lấy nghiệp tôi đã mãn. Bởi vì trước đây tôi cũng giết một con dê để mà tế thần, và tôi đã bị trả lại 500 kiếp bị giết như vậy, 499 kiếp giết như vậy. Và đây kiếp thứ 500 mà chúng tôi thoát khỏi cái nghiệp này, cho nên tôi quan hệ tôi cười. Nhưng mà tôi khóc là bởi vì á, đại dương giết tôi thì đại dương cũng sẽ chịu 500 kiếp bị giết thôi. Cho nên thương đại dương mà tôi khóc. Ông vua nghe nói vậy nản quá, nó thôi giờ thả đi giết nó vậy, mà giờ mình phải chịu che chết là 500 kiếp nữa thôi. Thả về đây. Ông vua nói rằng dù đại dương có thả tôi ra đó, thì nghiệp quả tới tôi cũng phải chịu thôi. Thì ông vua nói là tùy ngươi, nghiệp quả ngươi ráng chịu, người ta không giết ngươi. Và thưa quý vị, bây giờ con dê được tự do anh đấy. Bây giờ thì trời mưa lất phất, và con dê đi kiếm cỏ non. Thì nhìn qua cái phiến đá bên kia có những ngọn cỏ non, cho nên con dê nó dương cái cổ ra để ăn những ngọn cỏ non. Và sát trời sẹt xuống,
ngay cái đầu dê, và con dê chết ở trên tảng đá. À, nghiệp quả nó tới rồi thì chịu thôi. Như vậy thì ở chỗ này cho chúng ta thấy rằng, khi mà chúng ta giết một con vật nào đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sát hại người khác, thật sự chúng ta sát hại chính bản thân. Giết một lần một con vật thì phải trả lại một số lượng. Số lượng chết đó có nhiều hay nhiều hơn. Bây giờ chúng ta trộm cắp của người khác. Trộm cắp của người khác. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta lấy được cái trộm cắp của người khác đó, và chúng ta sử dụng. Thật ra là chúng ta lấy tiền của chúng ta xài, lấy tài sản chúng ta xài, mà xài một cách phung phí. Anh xin nói vậy. Nếu như người mà cho thú vật ăn á, thì được 100 lần phước. Cho người ác giới ăn á, thì được 1000 lần phước. Như thế nào thì ngược lại, nếu như cái mặt thiện nó là như vậy, thì mặt bất thiện nó cũng tương tự như vậy. Lấy của những con vật, lấy tài sản những con vật, thì phải trả lại 100 lần. Mà lấy những tài sản của người ác giới phải trả lại 1000 lần. Lấy tài sản của những người có giới hạnh trả lại 10000 lần. Chúng ta xài có một lần, mình xài một đồng phải trả lại 10000 đồng. Mà thật sự là chúng ta trộm cắp của ai? Của chính chúng ta. Chúng ta lấy của chúng ta xài mà xài một cách phung phí. Và chúng ta thấy được như vậy, cho nên ngăn chặn lại, không cho cái phận sự của không hổ đạo tội lỗi này nó thực hiện ác. Và cái thành tựu của không hổ đạo tội lỗi là gì? Là nó không thối lui đối với cái ác hạnh. Nó không, đã không mắc cỡ cho nên sẽ tiến tới. Nghĩ một cái điều nào đó mà không nghĩ tới cái danh phận của mình, không nghĩ tới cái địa vị, thì sẽ tiến tới. Mà hãy tiến tới điều đó thì những cái công hạnh chúng ta sẽ bị đổ vỡ. Ở đây là một câu chuyện chúng tôi dẫn chứng. Vì không nghĩ tới cái địa vị, hay là nghĩ tới cái thân phận của mình, hoặc là nghĩ tới những cái điều tốt đẹp của mình, mà để dấn thân vào những cái ác hạnh đó, thì những cái gì hạnh phúc chúng ta hưởng hay người đó hưởng sẽ bị đổ vỡ. Không chống thì chạy, nhanh thì ngay trong hiện kiếp, còn chậm thì có thể trong tương lai, tức là trong kiếp sau. Tương truyền rằng trong thời Đức Phật chúng ta, trong lời Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát chúng ta sanh nhầm vào thay vào của con dạ xoa, gọi là dạ xoa mặt ngựa. Con dạ xoa mặt ngựa này một lần nọ bắt được bà La Môn xinh đẹp, cho nên phải lòng bà La Môn này, cho nên đem bà La Môn này vào trong cái hang đá để rồi quan hệ với bà La Môn này, và tìm mọi thứ ngon vật lạ để mà cung phụng trong bà La Môn. Thời gian sau, dạ xoa sinh ra một hài tử chính là Bồ Tát. Bồ Tát càng ngày càng lớn và khỏe mạnh. Trước khi đi tìm mồi thì dạ xoa lăn một cái tảng đá chặn trước cửa hàng. Nhưng mà Bồ Tát khi mà lớn lên, nó khỏe mạnh cho nên lăn cái tảng đá ra ngoài. Dẫn cha ra ngoài hang động chơi. Bồ Tát dạ xoa trở về thấy cửa hang mình đã bị lăn tảng đá ra, mới hỏi rằng ai lăn tảng đá ra, thì Bồ Tát nói là con lăn ra. Tuy lo ngại nhưng mà lòng thương con, cho nên vừa con dạ xoa mặt ngựa này để yên. Khi Bồ Tát lớn lên thì nhìn thấy gương mặt của người mẹ mình dài như là mặt ngựa, mới hỏi cha mà, thì người cha cho biết được cái nguồn cơn. Thì Bồ Tát cũng nghĩ là ta không thể nào mà sống ở trong rừng này được, cho nhân lúc mà dạ xoa đi tìm mồi thì Bồ Tát cõng cha mình chạy
vượt ra khỏi ranh giới của người mẹ và lội qua con sông. Thì Dạ Xoa về thấy mất chồng và con cho nên cấp tốc vượt hàng. Nhưng khi đó Bồ Tát đã lội giữa sông và vượt qua cái ranh giới quản trị, quản lý của Dạ Xoa mặt hồi. Dạ Xoa ngỡ nói rằng: này con, nay con muốn về thành phố thì mẹ cũng để cho con về, nhưng mà thành phố thì rất là khó khăn cho cuộc sống nếu con không có nghiệp nghệ. Vậy mẹ sẽ truyền cho con cái bài chú là tìm ra kẻ trộm đạo. Hãy con hãy nán lại giây phút, mẹ sẽ truyền cho con cái lời thần chú này. Khi tụng lên thì những người nào mà lấy cắp sẽ lộ. Và Bồ Tát đứng lại nghe người mẹ mình truyền xong, rồi chắp tay đảnh lễ mẹ, cẩm chàm sạch sạch. Khi đến kinh thành Varanasi thì Bồ Tát tuyên bố rằng mình có cái khả năng là tìm ra cái kẻ trộm. Đức vua nghe vậy hoan hỷ mới mời Bồ Tát để trọng dụng Bồ Tát. Thì một lần nọ đó, do các quan dèm xỉm, những con dèm xỉm nói rằng cái ông này ông ở đây vậy, không biết ông có thực tâm là ông tìm ra được kẻ trộm hay không. Giờ đêm nay á, chúa tôi mình đi lên trên cái đỉnh tháp đó, mình lấy cái viên ngọc tấn quốc để thử ông có thể tìm được. Nghe cũng khá bùi tai. Cho nên đức vua cùng với quan đại thần đại tướng mình lén lên nó lấy trộm viên ngọc tấn quốc đem cắt. Sáng hôm sau tri hô lên rằng là mất cắp viên ngọc, bị kẻ gian mất cắp. Giờ mới mời Bồ Tát tới để mà tìm ra thủ phạm. Bồ Tát tụng câu chú đó lên thì thấy rõ. Nhưng Bồ Tát khéo léo nói rằng: tâu đại vương, thần là thấy rõ, nhưng mà đại vương nên thông qua cái chuyện này. Tức là Bồ Tát còn giữ gìn cho đức vua cùng với quan đại thần. Nhưng qua đại thần mới nói là chắc ông không biết đâu, mình cứ bắt bỏ ông kìa. Đức vua mới nói là nghe theo lời quan đại thần, mới nói là này khanh hãy tìm cho ra, chỉ ra cái người đó. Đức Bồ Tát từ chối ba lần, nói đâu đại vương, cái điều này đại vương biết rõ hơn thần. Xin cho thần im lặng. Nhưng mà lần thứ ba thì đức vua nẻ, thì Bồ Tát nói rằng đây là tùy đức vua, nếu gì mạo phạm thì đại vương hãy tha thứ cho thần. Đức vua nói ta sẽ tha thứ cho thần. Bồ Tát niệm chú xong nói là cái người mà trộm cắp này chính là đức vua và quan đại tướng, hai người đã trộm, dấu chân còn rành rành đây. Và khi mà ngài tụng lên vậy đó thì những dấu chân của hai người đó hiện ra và đem đo dấu chân thì trùng khớp nha. Dân chúng nó nổi giận lên, mới nói rằng đã đức vua mà còn làm cái việc trộm cắp nữa, nó quan đại thần rồi mà còn làm việc trộm cắp nữa, không xứng đáng làm vua, không xứng đáng làm quan đại thần. Mới trút phế đức vua xuống tô một cả thời vua. Cho nên ở đây muốn nói là thành tựu cỡ không hổ thẹn đó, là nó không thối lui trước những cái ác hạnh. Những cái việc ác hạnh mình biết rồi mà không chịu lùi bước và dấn thân tới để mà làm cho bằng được, đó là cái thành tựu của nó. Xin nói vậy. Và nhân cần thiết của nó là cái gì? Xin thưa quý vị, nhân cần thiết của nó, nào biết bọn mình thì sẽ cảm thấy
hổ thẹn đối với những cái hành vi hoặc là những cái tư tưởng xấu nó xuất hiện trong lòng. Cái người nào mà biết tôn trọng mình thì sẽ mắc cỡ đối với những việc làm bất thiện, những gì làm ác và những cái tâm bất thiện. Chính vì sự hổ thẹn đó nó giúp cho cái thiện pháp nó tăng cường. Nói cách khác, chính vì có sự tôn trọng mình thì nó đẩy lùi đi cái ác pháp hay là cái ác bất thiện pháp. Không hổ thẹn vào đó, thiếu sự tôn trọng mình thì nó dẫn tới cái sự không hổ thẹn. Tôi phải lòng ai biết, đừng nghĩ là không ai biết, chư thiên sẽ biết. Mà hết chư thiên biết là chư thiên chết á. Dù cho mình làm trong đêm tối chẳng hạn vậy, một mình mà ở trong một góc mà không ai biết á, à, việc làm của mình, nhưng mà còn những chúng sanh vô hình có thể thấy, có thể biết. Mà hãy những chúng sanh vô hình mà thấy biết có thể chỉ trích mình, chê trách mình, mắc cỡ, không làm. Mà không có tôn trọng mình thì sẽ làm. Mà chính vì biết tôn trọng mình khởi là một cái tư tưởng xấu, là chấm dứt đi tức vị tỳ khưu. À, tương truyền rằng trong Pháp Quốc Kinh có nêu lên câu chuyện là có một cái bà trưởng làng tên là Matika Mata, có 30 vị tỳ khưu trong cái mùa ăn cư mùa mưa đó đi tới khu làng đó để mà ăn cư mùa mưa. Và bà trưởng làng này, mẹ của người trưởng làng này đã cúng dường, đã hộ độ cho 30 vị tỳ khưu này, cho nên bà xin được cái đề mục từ 30 vị tỳ khưu. Bà nỗ lực hành thiện, chẳng những bà chứng đắc A-la-hàm rồi mà bà còn chứng đắc được cái tha tâm thông. Trong mỗi đêm bà rải cái tha tâm thông để tìm xem ý của chư tỳ khưu đang ao ước những món vật thực, những lợi nước ngọt này. Và hôm sau bà cũng được chứ tỳ khưu được sự hỗ trợ đó, nhưng mà ngạc nhiên là bà này tại sao mà tối mình ước cái gì đó, sáng mai bà dành cái món đó. Thì mấy ngày này cảm thấy một cái điều đặc biệt như vậy, và nghĩ rằng nếu mà cư sĩ mà có cái năng lực như vậy mà mình không có, đó là một cái điều mình đáng hổ. Cho nên cố gắng tu tập và chứng quả la hán. Sau khi chứng quả la hán về mới trình để Đức Thế Tôn. Thì bây giờ có vị tỳ khưu nữa mới nghe nó, có lẽ là mấy ông này á, các ngài á được bà nữ thí chủ này hộ độ rồi đó, cho nên là 8 tháng bà khen ngợi bà. Chứ làm gì mà có chuyện một cái người nữ cư sĩ mà có thể biết tâm cái ngài được. Rồi nên vị tỳ khưu này á mới xin Đức Thế Tôn đi vào trong cái khu làng đó, Đức Thế Tôn ngày cho phép. Và khi mà vào đó thì gặp bà Matika Mata, tức là mẹ của vị trưởng làng, nói là này bà gia chủ, tôi sẽ trú ở trong làng này, ở cái nơi khu rừng mà trước đây 30 ngày vị tỳ khưu đó đã trú trong đó. Bà thí chủ này rất hoan hỷ. Và thưa quý vị rằng là cái vị tỳ khưu này trong đêm khởi lên món gì thì hôm sau bà dân món đó, ước muốn cái vật nước ngọt nào bà dân. Cái vị tỳ khưu này nhiều lần vậy kinh hoàng ngẫm nghĩ rằng ta khởi lên cái món nào bà này bắt gặp được, chẳng khác nào là bắt quả tang kẻ trộm. Có lẽ ta không thể ở đây được. Mới về trình bày Đức Tôn, Đức Tôn phản dạy rồi ha.
nên anh giữ gìn kỹ. Và vậy thì thôi, cái tái tại chỗ đó. Và khi mà khởi lên cái ý muốn gì đó thì gì đó chặt tắt ngay. Hổ thẹn. Hổ thẹn sao? Hổ thẹn là cũng giống như cái người mà đang trộm cắp bị người ta bắt quả tang. Và nhờ gìn giữ như vậy, à cho nên vị đó chứng quả là. Cho nên nhân cần thiết là để cho cái tâm sở vô tàm nó sinh khởi và thiếu sự tôn. Cho nên khi mà mắng người khác đó, không phải mình mắng người khác đó. Bởi sao vậy? Bởi vì mình không tôn trọng người khác, mà không tôn trọng người khác tức là mình không tôn trọng. Ví dụ như mình hổ với cha mẹ tức là mình không có tôn trọng cha mẹ. Mình đôi coi cha mẹ tức là mình không có tôn trọng cha mẹ. Mà đã không tôn trọng cha mẹ đồng nghĩa mình không tôn trọng. Người ta nói rằng á, mắng người khác trước tiên giơ miệng mình. Mà giơ miệng mình tức là mình không có tôn trọng mình. Mà mình hãy tôn trọng mình á thì mình đừng mắng người khác. Bởi sao? Bởi mình mắng người khác là dơ miệng mình trước. Mình dơ cái lỗ tai mình trước. Bởi lỗ tai mình gần miệng mình nghe trước. Mà hãy mình mà biết tôn trọng mình thì không bao giờ có cái chuyện mắng giết. Và không có khởi lên cái ý bất thiện. Cái ý miệng khởi lên giật tắt như này. Chúng ta là con người, chúng ta có một sự hiểu biết và biết rõ những cái điều nào thiện, biết rõ những cái điều nào bất thiện. Khi làm cái điều bất thiện thì tự mình đã không tôn trọng mình thì ai sẽ là người tôn trọng mình? Bản thân mình không tôn trọng thì không ai tôn trọng. Mà chính á, người nào biết thương mình, không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Đây là lời của bà Malika nói với Vua Bạch Đề Na. Và Đức Thế Tôn này cũng xác nhận rằng á, với tâm Như Lai đi cùng khắp thế gian này không thấy ai thương mình bằng chính mình thương. Mà mình thương mình mà hãy có tôn trọng mình thì mình không vi phạm vào những cái không có những tư tưởng xấu. Đó là người biết tôn trọng. Và như vậy thì nó sẽ đẩy lùi đi cái không hổ thẹn tội lỗi. Không tôn trọng mình sẽ phát sinh không hổ thẹn tội lỗi. Để rồi dấn tới nó tạo ra những cái ác pháp. Dạ thưa vậy. À, trong cái thời này biết là tội lỗi hay là không hổ thẹn, nó có hai cái vấn đề. Một là không hổ thẹn vì mình không vi phạm ác bất thiện nghiệp, dù cho người ta có chỉ trích, có phiền hà, có biêu ríu cách nào đó, nhưng mà quan sát lại thấy mình không có thì thẳng nhiên. Điều này không được gọi là không hổ thẹn. Còn không hổ thẹn thứ hai tức là đối với pháp, như là đối với giới, đối với định, đối với trí mà không biết hổ thẹn à thì làm vấn đề. Như là đối với trí chẳng hạn, người ta nỗ lực người ta học thuộc kinh, mình là không ước muốn học thuộc kinh. Mà học thuộc kinh đó là một cái điều tốt, điều tốt. Nhưng mà thấy là học được kinh rồi á, mà nói là học nhiều mà không hiểu, sao biết mà không hiểu. Cho nên chúng ta phải lưu ý
cố gắng nỗ lực tới đâu, sức mình tới đâu, mình sẽ được tới đâu. Và cái nhân cần thiết, anh xin lỗi, là cái nó có bốn cái trạng thái, anh xin lỗi, bốn cái ý nghĩa của cái không hổ thẹn vào lòng. Thứ nhất là nó không có xấu hổ đối với cái thân ác thật, nên nhớ vô tàng là đối với thân ác thật, tức là sát sanh mà không cảm thấy mắc cỡ, trộm cắp mà không thấy không mắc cỡ, thậm chí cho người ta không biết cái lợi dụng cơ hội. Phải biết lợi dụng cơ hội, phải biết cái thời thế. Rồi không mắc cỡ khi phải tàn trong một đoạn đi đánh bài, đánh bài rượu cà, không ạ. Rồi cái thành cái phần sự của nó là thực hiện cái điều ác về thân nữa, và cái hiện lộ của nó là không bao giờ thối lui đối với việc ác, khởi ý là lạc, khởi ý là lạc, không bao giờ lùi lại. Và cuối cùng cái nhân cần thiết của nó là không tôn trọng mình. Những người biết tôn trọng mình sẽ không vi phạm, và nếu mà vi phạm vậy là không tôn trọng mình. Và theo dự thời giảng này cũng dùng phải lẽ của báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều đến cho quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị nhiễm suy để rồi thực hiện cái pháp có hổ thẹn đối với tội lỗi, từ thân cho đến pháp, để được sự lợi ích đồng việc nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cụ sư trở lại với đạo tràng, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Kính thưa sư, lúc tụng kinh ngồi thiền, tâm hổ thẹn việc đã làm trong quá khứ, như vậy có tốt không? Con xin mời bàn tay của sư và sư giải thích cho chúng con câu hỏi bắt đầu từ câu số 1. Dạ, con kính mời sư. Trong khi ngồi thiền á, nha, lúc tụng kinh ngồi thiền, mà tâm hổ thẹn những chuyện làm trong quá khứ, như vậy có tốt không? Đó là câu hỏi, có phải không thưa cô Hạnh Phúc hiện tại? Quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Chúng tôi lặp lại lần nữa, quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ. Xin thưa, nó không tốt. Tại sao? Thứ nhất, khi tập trung, khi mà mình tụng kinh hoặc là mình ngồi thiền thì tâm của chúng mình á, tâm của chúng ta đó, tâm của người tụng kinh đó, và mọi người nó hành thiền đó, hãy gắn chặt vào cái đề mục thiền tịnh của mình. Nếu lúc tụng kinh thì tâm trí đưa thẳng vào trong cái lời kinh tiếng kệ đó để suy nghĩ, để ngẫm nghĩ, để quán tưởng, quán xét. Còn cái việc mà phản kháng lại những cái điều lầm lỗi mà mình đã làm đó thì hãy đợi ra thời gian khác. Tức là ngồi rảnh rang kiểm soát lại bằng cái hồi tưởng mình làm. Và khi phát hiện là những cái điều này thì từ đây thì sao mình không làm nữa. Còn trong lúc ngồi thiền á, mà mình quay trở lại với những cái tội lỗi mình á, tức là tâm lúc đó bây giờ bị phóng dật rồi, bị phóng dật. Ngồi thiền chỉ có cái đề mục mình thôi nha, tất cả gì đó quá khứ dẹp qua, tương lai bỏ đi, mà thật sự ngay chính hiện tại cũng không biết tới, mà biết tới ở cái đề mục. Lúc tụng kinh cũng vậy, quá khứ hay bỏ đi, tương lai cũng đừng nghĩ tới, mà hiện tại cũng hay quên lãng đó, mà chỉ nghĩ tới cái đề mục chính là cái bài kinh mình tụng, là đưa tâm trí để mà suy nghiệp. Nếu Đức Phật ngày dạy hãy để quá khứ trôi đi, hãy để hiện tại trôi đi, hãy để tương lai thôi.
Đức Phật ngài dạy ngài Ukkasana khi mà nhào lộn ở tinh không, làm siết tinh không. Rồi trong cái thời gian rảnh rỗi hay là thư giãn, quán tưởng lại, xem xét lại để kiểm tra cái hành động ở trong ngày của mình, kiểm tra cái tâm ý trong ngày. Và khi mà phát hiện được nó thì mình hổ thẹn, mà hổ thẹn đó chính là phàm, tức là một cái tâm thiện. À, tâm thiện này lúc là đúng thời, và từ đó sao mình sẽ không làm những hành động như vậy mới là cái việc tốt. Cái việc nào ra việc đó, quý vị lưu ý chúng tôi, cái việc nào ra việc đó. Cái lúc mà chúng ta hồi thiền thì đó là cái việc chúng ta hồi thiền. Hay hành thiền, ở việc chúng ta tụng kinh ra, việc chúng ta quán xét lại ở trong thời điểm khác. Và khi đó chúng ta mới hổ thẹn được như vậy, chúng ta sẽ bỏ, không để tâm tai thức mắc cả hết, rồi chỉnh trang lại. Mình biết sai mà mình phục hồi được, mình chính chấn chỉnh lại được, đó là một điều tốt. Biết sai mà cứ dửng dưng, đó là một điều quá xấu. Nói mọi người dạy làm sao? Trước đây mà, trước đây giống như Đức Phật ngày dạy, ngày này đánh đá vậy. Mọi người tôi đi, hành giá pháp cũng làm hành này đi, Như Lai sẽ cưới cho người 500 cô tiên nữ, chư thì khô, chỉ trích ngài. Cả tu mướn ngài mới hổ thẹn. Hổ thẹn rồi đấy, ngài từ bỏ cái nghĩ đó và nỗ lực gia công. Ngài giữ gìn con mắt không cho, để cho những cái sắc tầng nó len vào tâm. Chúng ta ra sang ngài chứng quả La Hán, ngài mới đi tới tập Đức Tôn. Ngài xin ngài khỏi có phải thực hiện lời hứa. Đức Tôn ngài phán dạy là đúng là như hai đã biết bằng người, biết bằng thầy như thế. Nó cái hổ thẹn đó, nó đưa cho ngài Nanh Đá chứng quả La Hán không cần để Đức Đạo Sư phải thực hiện lời hứa. Bị chỉ trích là không mướn mà ngài mắc cỡ, ngài từ bỏ luôn, giữ gìn con mắt đến Đức Đạo Sư ngài ban cho địa vị là đệ nhất về thu thúc con mắt, gìn giữ con mắt. Nhưng mà trong lúc ngồi thiền hay là tụng kinh thì đừng, bởi vì tụng kinh thì mình sẽ tập trung tâm ý vào trong đó. Ngồi thiền để mình tập trung tâm ý vào cái đề mục, không cần biết quá khứ, không cần biết tương lai, ngay cả hiện tại cũng quên đi, như bài kinh Nhất Và Hiền. Cho nên khi mà mình hồi tưởng lại là trong cái thời điểm khác chứ không phải trong cái thời điểm này, không phải lấy thời điểm trong tụng kinh hay là thời điểm của hành thiện. Xin trả lời cho cô hành thiện tại vậy. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 1. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 2. Con kính đọc câu hỏi số 2 và thỉnh sư trở lại để trả lời tiếp. Câu hỏi số 2 như sau. Kính thưa sư, như vậy có phải là do được giáo dục từ nhỏ nên người ta mới biết sợ hãi trước tội lỗi, hay là từ trong chủng tử khi tái sanh đã có thể phân biệt được xấu hổ, hổ thẹn và không làm điều xấu? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Dạ, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Câu hỏi này hay đấy. Cái hổ thẹn nó tội lỗi nó có hai cái nhân xa. Hồi nãy chúng ta nói là cái nhân gần, đó là nhân cần thiết để mà nó có phát sinh cái hổ thẹn tội lỗi hoặc là không hổ thẹn tội lỗi. Không hổ thẹn tội lỗi tức là không tôn trọng mình. Còn cái nhân xa đó thì nó có cái là thứ nhất, cả hai đều đúng, tất nhiên là do cái giáo dục từ nhỏ.
Mà người cha người mẹ mà khéo léo mà giáo dục ra những đứa bé từ nhỏ nó có một cái ấn tượng rất là tốt, dạy cho nó những cái điều mà tốt đẹp. Thí dụ như á, cái hãy con mà biết tôn trọng con đừng đó mắng chửi bạn bè chẳng hạn, thì nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu theo cái trí của nó, mà ngày ngày càng lớn lên. Mà trong giáo dục nhà trường cũng vậy, chúng ta có thấy là có những cái cô bảo mẫu hay là những cái vị thầy thường dạy với đứa nhỏ kêu nhau bằng bạn, có chịu tôn trọng. Mà mình tôn trọng người khác thì không bao giờ mình mắng với người khác, mình tôn trọng người khác không bao giờ mình có những hành động sổ sàng với người khác. Mà hãy có những cái lời nói sổ sàng hoặc là có những hành động sổ sàng, đó là mình không tôn trọng người khác. Mà không tôn trọng đồng nghĩa mình không tôn trọng mình, nó có phần có là do sự giáo dục. Phần thứ hai nó cũng có từ cái trong chủng tử, tức là có một thói quen là cảm thấy ghê sợ hoặc cảm thấy nó hổ thẹn ở trong quá khứ, nó cũng có trong hay không. Thì một trong những trường hợp mà chúng tôi có thể chứng minh cho quý vị, tức là có khuynh hướng rèn luyện ở trong quá khứ, như là câu chuyện của là một cái gì mà chúng ta thấy rằng á, nếu có khuynh hướng trong quá khứ cũng có chứ hay không. Như chúng ta dẫn chứng trường hợp mà vị hoàng tử có tên là Anh Thế là không phải nữ nhân, Ganh Thá là mùi. Anh Thế Ganh Thá nghe là không chịu được cái mùi của nữ nhân. Trong quá khứ là gì, là một vị phạm thiên tại sân sơ. Còn giả trong hiện tại này chúng ta thấy rằng có những cái đứa bé khi mà nó biết dùng vật thực, nó không chịu được cái mùi tanh, không chịu được cái mùi tanh của cá thịt. Chúng ta có thấy có nhiều cậu bé hoặc là nhiều cô bé ăn thuần là nước tương, ăn thuần là những cái gì mà không có cái cá thịt. Nhưng có hiểu ngay rằng là những cậu bé này hoặc là những cô bé này ở trong những qua gà trong những kiếp trước có thể là người mà ăn chay cừa, cho nên giờ nó không chịu nói, nó cũng là một cái khuynh hướng hay một cái thói quen ở trong quá khứ, bây giờ nó cái tập khí nó vẫn còn tồn tại. Và người ta nói rằng những đứa bé này có căn tu chẳng hạn vậy, nhưng mà phải hiểu rằng là ở trong quá khứ vị này hay là những cậu bé này hoặc là những cô bé này thường là những cái vị mà tu hành cũng được, hoặc là những vị cư sĩ mà thích trường trai á, cái trường á, cho nên bây giờ nó không có, nó không quen. Thì do đó nếu ở trong quá khứ mà luôn luôn quán xét về tội lỗi mà cảm thấy hổ thẹn khi phải làm tội lỗi á, thì nó cũng là một cái khuynh hướng tập khí ở trong quá khứ. Nó giúp người này khi mà thấy gì cũng thấy sợ, cũng mắc cỡ, nhất là những cái tội lỗi không làm. Đấy. Cho nên có hai trường hợp, cái xa thì cũng do sự giáo dục. Cho nên chúng ta thấy này á, như thời mà của chúng tôi á, thời chúng tôi á, họ rất là khó chịu. Lúc mà còn thời đi học á, ai mà ghép cái người nam này á, học trò này với cô học trò kia đó, cự liền, khó chịu cự. Nhưng mà thời buổi này thì chuyện nó giống như là bình thường. Nói chúng ta mới thấy là cái bản lực cái giáo dục nó cũng là đóng vai trò quan trọng ở trong cái sự tự tôn tự cộng.
với cái giáo dục và do khuynh hướng ở trong quá khứ nữa. Cái câu hỏi này xin rất là khen ngợi, và câu hỏi này rất là thực tế và đồng thời cũng rất là thâm sâu. Xin gửi bức lại cho bạn cả. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 2 cho chúng con được hiểu biết thêm. Và bây giờ thì có câu hỏi số 3, con kính đọc và thỉnh sư lại trả lời cho chúng con được học hỏi. Thưa sư, do hoàn cảnh hiện đại dễ phạm tội lỗi, vậy chúng con có nên hộ thẹn thường xuyên hay tùy theo hoàn cảnh mà sống ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ trở lại đầu tràng và cho chúng con lời giải đáp. Con kính mời sư ạ. Thưa sư, cho con một tín hiệu. Sư lại bị té ra khỏi đầu tràng rồi. Đầu tràng hoan hỷ chờ đợi trong giây lát sư sẽ trở lại với đầu tràng. Dạ thưa sư, con thỉnh sư lên mic để trả lời câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau, do hoàn cảnh hiện đại dễ phạm tội lỗi, vậy chúng con có nên hổ thẹn thường xuyên hay không? Hay là tùy theo hoàn cảnh mà sống? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh sư ạ. Con đã thấy sư trở lại với đạo tràng, con kính cung thỉnh sư quan lâm đạo tràng để tiếp tục buổi pháp thoại, pháp đàm mà thưa sư. Câu hỏi thứ ba là do hoàn cảnh hiện tại để phạm tội lỗi, vậy có nên hổ thẹn thường xuyên hay là tùy theo hoàn cảnh mà sống? Dạ. Hãy xin thưa, trong hoàn cảnh xã hội, trong hiện tại, có những cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu như vậy. Theo lời thường thì là bình thường, nhưng mà đối với tâm của chúng ta mà chúng ta biết tự thương mình thì chúng ta hạn chế nhiều chừng nào tốt chừng nào, tức là hạn chế để không rơi vào cái hổ thẹn. Chúng ta ví dụ mình đang cử vậy. Có một cái cậu Phật tử của chúng tôi, cậu ấy làm nghề hành nghề điện, cũng là một trưởng phòng để mà thiết kế về điện. Và do những cái công việc làm ăn của cái đời sống và đại khái là coi ký những cái hợp đồng thì cậu đó cũng có nói với chúng tôi rằng là trong đời sống này khó quá sư ơi, nếu mà con không có cái tiệc tùng với người ta đó thì mình không thể có những cái hợp đồng. Vậy thì con phải làm sao? Sư mới trả lời rằng cái vấn đề mà thân tình để mà chiêu đãi nhau đó, đó là cái bối cảnh của xã hội. Nhưng mà trong những tiệc tùng đó mình có uống rượu không, đó là vấn đề khác. Mình có thể mình không uống rượu, mình có thể dùng những loại vật thực mà không ở uống rượu, để mình không có phải dướng mắt vào những cái điều mà mình cho mình xem đó, mình đã hiểu biết đó là những cái bất thiện pháp hay là ác pháp. Cái điều mình không muốn độ được thì vô số cách. Đại khái giờ là cái cơ thể chúng ta không có thích ứng với mùi rượu, hay là không phải không thích ứng với rượu, không ai ép buộc. Mà chúng ta có từng thấy có những cái người Phật tử vẫn giữ những cái tiệc cưới nhưng mà người đó vẫn uống ngọt, không uống rồi.
và hỏi thì nó rằng là tôi không thích ứng với rượu. Nói vậy không nghĩa là nói dối, ta không thích ứng với rượu, không ai ép. Còn hoặc giả rằng không nói nhưng mà sẽ không dùng. Cũng có một cái cô Phật tử chúng tôi thường thường cũng đi, cũng phải đi làm rồi gặp những cái buổi tiệc, rồi người ta dùng cái hải sản tươi á, dùng hải sản tươi à, tức là những con cua, những con ghẹ, những cái con đang bơi lội trong những cái hồ, mà kêu là những bạn bè phải kề chỉ món đó. Mà chúng tôi cũng cũng giải thích rằng á, nghiệp nó có bốn cách: một là tự mình làm, hai là bảo cái khác làm, ba là quan hỷ việc làm đó, bốn là tán thán việc làm đó. Mà bây giờ những cái món nào mà thuộc về thực vật, nói năm nay kiểu như muốn chai chẳng hạn, nên đâu cái gì đâu khó, ăn thua mình khéo léo nên né đi. Nhưng do mà chiều theo hoàn cảnh xã hội thì mình hạn chế được cái phần nào à, mình giữ được cái phần nào nào nhỉ? Đó cách khéo léo mà. Ví dụ như nói người ta chỉ là làm con cá là chẳng hạn vậy, mà mình thấy là thấy người ta giết cho mình ăn rồi, loại cá đó nó là không được trong sạch rồi à, bắt những con cua con ghẹ thì mình cứ kêu là cho tôi món đồ chay. Ai hỏi sao nó ờ hôm nay tôi ăn thực vật ăn chay, hay là bây giờ tôi ăn chay chẳng hạn. Mình nói thật, mình không có nói dối. Giờ mình ăn những đồ đó để mình né này, không có phản kích đó. Chứ còn nếu không mình cho cái hoàn cảnh xã hội là đẩy mình đi á, xin thưa hoàn cảnh xã hội không có đưa mình lên thiên đàng, hay là đưa mình xuống và đẩy mình xuống khổ cảnh, mà tự mình đẩy mình lên thiên đàng, hay là tự mình đẩy mình xuống khổ cảnh, cho mình khéo léo uyển chuyển như thế nào để mà mình né được những cái ác nghiệp nhiều chừng nào tốt chừng nào, có thế thôi. Chứ thật sự là bối cảnh bây giờ thì nó rất là phức tạp, không thể bàn hết được. Xin chúng ta có nêu ý kiến vậy thôi, chứ không cũng không dám chỉ dạy, chỉ nêu ý kiến rồi. Khi mà chúng ta giữ mình á, là mình giữ ở trong một cái phạm vi mà mình có thể tối đa để mà mình né tránh được những cái ác bất thiện pháp càng nhiều càng tốt, và mình sử dụng cái trí mình hơi lanh lợi một tí xíu à, làm sao là mình không có rơi vào những cái ác bất thiện pháp càng nhiều càng tốt. Mình xin gửi đức là đạo tràng Nam Mô Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi trả lời câu hỏi số 3. Và bây giờ con có một câu hỏi số 4, con kính thỉnh sư có thể trả lời luôn được không ạ? Kính thưa sư, làm sao biết được việc đó là sai khi ở hoàn cảnh này thì nó có thể là đúng, nhưng ở hoàn cảnh khác thì nó không đúng? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Dạ, con kính mời sư ạ. Sư đưa cho con một bàn tay để con mời sư lên đạo tràng để trả lời tiếp tục câu hỏi số 4. Làm thế nào biết được việc đó đúng, việc đó là sai khi ở hoàn cảnh này thì nó có thể là đúng ở trong hoàn cảnh khác nó không đúng? À, xin thưa, nó không có gì khó khăn cả. Mỗi hoàn cảnh nó có những cái nét dị biệt khác nhau, như vậy khác nhau. Và dù cho hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì nó cũng không ngoài thiện pháp và bất thiện pháp.
Cái vấn đề mà đúng sai do hoàn cảnh đó, là cái đúng sai này á phải đặt trên cái tiêu chuẩn là thiện pháp hay bất thiện pháp. Nếu như nó là thiện pháp thì nó đúng, mà nó bất thiện pháp thì ở hoàn cảnh nào nó cũng đều sai. Riêng ở trường hợp thiện pháp, chúng ta lặp lại nha, chúng ta đặt lên tiêu chuẩn là thiện pháp hay bất thiện pháp. Nếu là bất thiện pháp thì ở hoàn cảnh nào nó cũng vẫn là sai, còn ở trong thiện pháp thì nó có tùy hoàn cảnh đúng và có tùy hoàn cảnh sai. Ví dụ như bây giờ gặp lúc vui vẻ, người ta nói chuyện nhiều, chuyện trên trời dưới đất, chuyện dưới nước, trên bờ dưới biển, thì lúc đó mình phải làm sao? Mày quý vị vẫn cứ nghe, nhưng mà tâm vẫn cứ niệm tưởng không danh Phật. Nghe vẫn cứ nghe, mà niệm tưởng vẫn cứ niệm tưởng. Bởi vì niệm tưởng nó là điều tốt. Còn nghe là những chuyện vô ích, đó là cái điều mà chúng ta nghe cho vui. Để nhân lúc đó, để không có bị mất lòng cũng vẫn, nhưng mà tâm vẫn niệm cái đề mục của mình, chẳng hạn như vậy. Rồi những cái thiện pháp có trong cái hoàn cảnh nào là chúng ta phải thực hiện cái thiện pháp đó. Mà như Đức Phật dạy đó, chúng ta nói là như chúng ta thường nói như vậy đó, tùy đối tượng, tùy thời. Tùy thời. Ở trong tiệc tùng mà chúng ta đi ngồi giảng pháp được tật quất rồi, nhưng mà cũng đi góp ý vậy đó. Mình kể những câu chuyện danh ngôn, hay là mình kể những câu danh ngôn, hoặc là những câu chuyện mà nó lòng ý pháp nhá, để góp vui. Rồi lúc đó mình mới đi giảng pháp được tật quất rồi. Và cả trong cái điều vui thì vui là vui, ví dụ như chúng ta điển hình cái bạn bè đang vui vẻ là nói cảnh này cảnh nọ, đi du lịch xứ này xứ nọ, mình cũng rất vui được, nhưng mà mình sẽ nhân cái đó mình kéo qua đi chùa, cái chùa này đẹp, có những tượng Phật như thế này như thế kia, đúng là mình cũng muốn cách mình góp ý, nhưng mình góp nhưng mà nó lại là tốt đẹp. Cho nên cái thiện pháp chúng tôi nói là có những cái tùy thời là một, thứ hai là tùy đối tượng. Nếu mà thuộc cái vậy hồi sáng thì nó có một cái mẫu chuyện khởi lên, mẫu chuyện khởi lên giữa tôi với Lý Khải Minh. Bàn về cái chuyện mà gọi là thằng trùng á, thằng trùng. Mình Đức Khải Minh hỏi vậy đó, nếu theo cái Phật giáo nhìn như thế nào về cái thằng trùng? Bởi vì thằng trùng nó có thật. Không biết là có hay không có, nhưng mà cái gì việc mình chết trùng nó có thật. Có một cái nhà đó chết đâu 3-4 người. Mà chết cùng một cách, mà chết cùng ngày luôn, cái năm em đúng cùng ngày, cũng cùng chứng bệnh. Rồi Đức Thầy Minh cũng thắc mắc hỏi với cái việc mà thần trùng ấy, hay là chết trùng ấy, nó có không, và cái nhìn Phật giáo ra sao. Chúng ta cũng phân tích là theo cái nhìn Phật giáo là như vậy, tức là
có một sự cộng nghiệp. Mà những hạng phi nhân thì cũng có thể là sát hại những cái người còn sống, mình chứ phải không? Thậm chí chúng ta nhớ là có những vị tỳ khưu mà vô rừng vì giới đức trong sạch, các vị chư thiên quấy phá làm ma hiện nhát, là làm cho bệnh hoạn gì đó phải đức hạ ra đi. Đó là theo cái tầm nhìn của Phật giáo, mà cũng có thể là sát hại được, giống như là chúng ta điển hình giống như là một dạ xoa có thể gặp những ngày như là Ba Thí Giá hoặc ngày Cú Sắc Tý, hay là Đao Phủ Nanh Đồng hoặc là Thiện Giác Cùi, nó tự nhiên gặp nhau ghét cái ghét dạ xoa nó ghét rồi cái hóa ra con bò hút chết hết cả bốn người. Rồi chúng ta nói rằng đây là một sự cộng nghiệp, mà cộng nghiệp gặp nhau là cộng nghiệp, mà hai cộng nghiệp là cộng nghiệp oan trái, mà cộng nghiệp do tương thông với nhau cũng có. Nhiều người mới vừa gặp là tự nhiên cảm thấy mến, và nhiều người mới vừa gặp là tự nhiên cảm thấy ghét. Thì mình hiểu biết ngay, ở trong quá khứ mình cũng là từng cộng nghiệp với nhau, nhưng mà cái này là gặp nhau là tự nhiên ghét, tức là cái nghiệp quan trái. Nó không hẳn chỉ là sinh trong một gia đình thôi. Quý vị gặp đó, hiện nay hai quý vị ngồi đang gặp chúng tôi gặp chúng quý vị đó, cũng là cộng nghiệp đó. Không có sự cộng nghiệp với nhau thì không gặp nhau đây đâu. Mà gặp nhau mà quan hệ với nhau, tức là ở trong quá khứ mình cũng đã từng là có tương trợ lẫn nhau, có tương trợ cho nên gặp nhau có hoan hỷ. Và có những cái đích nào đó mà khó chịu chát lên này kia đó, thì cũng chúng ta cũng gặp, cũng đã cái này cũng công nghiệp nhau, nhưng mà trong quá khứ là nó có sự oan trái chứ hay không. Cho nên tự nghe mày giảng gì đâu thấy phát ghét quá chát lên, mà chúng ta hiểu chỗ đó. Cho nên cái việc là thần trùng á thì theo đạo lão thì là như vậy, như là thần trùng tôn nhất túc, nhưng theo cái nhìn của Phật giáo nó là một cái sự cộng nghiệp, mà cái nghiệp này là cái nghiệp ăn trái, phi nhân cũng có thể sát hại. Theo cái nhìn Phật giáo là như vậy, tức là từ một câu chuyện mà đem vô một câu chuyện ở trong đạo để giải tỏa những cái vấn đề. Vì như vậy thì xin thưa rằng là nếu như đặt ở trong hoàn cảnh, nếu trong căn cứ bất thiện pháp, thì dù hoàn cảnh nào thì nó cũng cứ là sai. Nhưng mà trong thiện pháp thì tùy hoàn cảnh, để chúng ta áp dụng đúng thời và đúng đối tượng, chẳng hạn như vậy. Cho nên nên chúng ta lưu ý cái đó là cái chúng ta nhạy bén ở trong những vấn đề để mà đưa vào ở trong những cái bối cảnh thiện pháp, cái cảnh thiện pháp để mà nảy sinh những tâm thiện. Đó là cái vấn đề mà chúng ta khéo léo ứng xử trong cái cuộc sống chúng ta vậy. Mà xin giải thích lại đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng còn thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời cho chúng con những câu pháp, những câu hỏi trong giờ pháp đàm thật là và hay. Và bây giờ thì cũng hơn 30 phút mà sư đã nói trong giờ pháp đàm là có thể trả lời. Bây giờ thì không biết là sư có hoan hỷ trả lời cho Định Phong được không, thì con thỉnh sư lên ạ. Dạ, con thỉnh sư lên rồi sư có ý kiến gì sư cho có chúng con. Dạ không, giờ cái câu chúng ta còn một câu hỏi chót của vị nào đó. Định Phong hỏi là nếu gặp nhau trên internet và trong quá khứ có từng gặp nhau như thế nào. Dạ thưa, trong quá khứ có, đôi khi cái chữ internet này nó chẳng qua là một trong những
cách ví dạng. Mà trong quá khứ cũng có thể là chúng ta đã giao tiếp với nhau mà chưa từng biết mặt. Chúng có thể là bạn với nhau mà chưa từng biết mặt, chứ không hẳn đã biết mặt. Đến giờ gặp nhau trên giao diện này, hân hoan nhau, thích thú nha. Mà trong cái lúc mà chúng ta, trong quá khứ chúng ta gặp nhau đó, không biết mặt đó, thì rõ ràng kinh điển cũng có ghi nhận như trường hợp vua Bình Sa Dương kết bạn thân với vua Bút Quốc Tý ở xứ Gandhara, có kinh đô là Takashila. Giao du rộng rãi, nghe người nào mà hiền thiện là gửi thơ các bạn. Hoặc vua như vua A Dục, vua A Dục cũng có cái mỹ hiệu là Đê Quá Năm Bí Giá Tích Sát. Mà vua Sứ Tích Lan trong thời vua A Dục đó, không phải là vua mà là hoàng tử, con của vua mà vị vua này cũng có xin lỗi vị hoàng tử này cũng có mỹ hiệu là Đê Quá Năm Giác Tích Xá. Nghe những đoàn thương buôn giới thiệu vậy đó, ông cũng hoan hỷ gửi thơ các bạn. Hai vị vua là bạn với nhau nhưng mà chưa từng biết mặt nhau, để biết đâu trong quá khứ chúng ta cũng vậy, cũng hân hoan với nhau, này cũng khen ngợi với nhau mà chưa từng biết mặt. À, ví dụ như quý vị có nhiều vị là trong hiện tại nữa có thể biết tiếng Hòa Thượng Thích Thanh Từ, có thể nghe tiếng Hòa Thượng Thích Trắc Hạnh, rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà gặp Hòa Thượng Thích Thanh Từ chưa? Hay gặp Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cũng chưa? Chẳng hạn. Nhưng mà ngưỡng mộ vẫn cứ ngưỡng mộ. Đấy. Nếu lúc nào đó gặp nhau ở một chỗ nào đó mà biết tên không biết mặt, như giao diện bao thoát này vậy. Xin trả lời cho Định Phong như vậy. Nam mô Bố Thí Giá. Và chúng tôi nghĩ rằng tới đây chắc tôi cũng là vừa phải lẽ. Để chúng ta còn kết thúc chút nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Phú báo phát sanh do phần pháp đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư tôn toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hoan hỷ để được đắc trì mọi sanh nguyện. Bây giờ quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chút trước. Bhavatu sambhamangalam rakkhantu sambhadevata sambhabhutano bhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sambhamangalam rakkhantu sambhadevata sambhadhamma bhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sambhamangalam rakkhantu sambhadevata sambhasangha bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả phước báo anh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thí Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Kính chúc chư tôn đức tăng, quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được thân tâm thường an lạc. Và bây giờ chúng tôi xin gửi mít ra đạo tràng và xin tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại vào thứ bảy.